Chuyện của nhà sáng lập Azabica từng một mình làm xuyên cuối tuần còn được khách hàng sắn tay vào bếp rửa cốc cùng. Gần đây, hãng cà phê nổi tiếng Nhật Bản Azabica đã chính thức có chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 12 tháng 2, nhiều người hâm mộ của chuỗi cà phê Azabica đến từ Nhật Bản đã có cơ hội đến mở bát khai trương chi nhánh đầu tiên của hãng này tại trung cư cà phê số 42 Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện của Azabica tại Việt Nam, mọi thiết bị máy móc, Dụng cụ pha chế chuẩn chỉ đều được vận chuyển từ Nhật Bản. Hơn nữa, để đảm bảo hương vị và chất lượng đồng nhất, đội ngũ pha chế từ các thị trường quê nhà và Hồng Kông, Trung Quốc đều đã trực tiếp có mặt. Chưa bàn đến chất lượng, giá cả hay không gian cửa hàng, có một điều mà nhiều người có thể chưa biết là thương hiệu cà phê được thành lập năm 2013 này cũng chính là một câu chuyện đầy cảm hứng của nhà sáng lập Kenichi Soji. Trong một bài phỏng vấn đăng tải trên website của hãng, Kenichi đã có những chia sẻ chứa nhiều tâm tư về đứa con tinh thần này. Với tư cách là người sáng lập, câu chuyện cà phê của ông bắt đầu như thế nào? Tôi lớn lên ở Tokyo và chuyển đến Los Angeles để học đại học sau khi kết thúc trung học. Trong 6 năm tôi sống ở La, sở ta Bắc đã mở rộng nhanh chóng ở Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, tôi là một trong những người hâm mộ lớn nhất. Tôi đã từng mua tất cả các loại cốc đựng, ly và thậm chí cả những chiếc đĩa trắng trơn có logo sở ta Bắc ở dưới đáy. Bước ngoặt để ông thành lập Azabica là gì? Ở Nhật, người con trai cả thường tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, mà bố tôi sở hữu một công ty hóa chất chuyên sản xuất và kinh doanh vật tư tiêu hao cho ngành in offset. Tôi gia nhập công ty ngay sau khi học đại học và tiếp quản công việc kinh doanh khi tôi 35 tuổi. Năm 2012, đó là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty và tôi muốn thành lập một dự án kinh doanh mới. Vì vậy tôi đã thành lập hai cái, một cái đã không thành công nhưng may mắn thay, việc kinh doanh cà phê cho đến nay vẫn rất tốt. Làm thế nào mà ông nghĩ ra cái tên Azabika và logo? Tôi luôn ngưỡng mộ những thương hiệu lớn của Nhật Bản như Sony hay Tozoter và mục tiêu của tôi ở tuổi 40 là tự mình thành lập một thương hiệu như vậy rồi mở rộng nó ra thế giới. Vì vậy, tôi đã chọn một cái tên đơn giản Azabika như Sony hay Tozoter cho thương hiệu. Về phần logo, một hôm tôi đang nhìn vào dấu trên bàn phím máy tính và nhận ra rằng nó trông giống như những quả cà phê trên cành sau đó tôi nghĩ ngay rằng mình có thể tạo ra một thương hiệu toàn cầu với thứ này khi sáng lập ông đã mua một trang trại cà phê ở hawaii tại sao lại là hawaii trong những năm học đại học ở los angeles tôi từng sống bên bờ biển và tôi yêu cuộc sống trên bãi biển cùng cảnh hoàng hôn tuyệt vời tôi là một sinh viên nước ngoài vì vậy tôi phải học rất chăm chỉ mỗi ngày tôi đi học về rất mệt mỏi và tôi nằm như chết khi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi biển Kể từ đó, mục tiêu cả đời của tôi là sống trong một ngôi nhà bên bờ biển và uống rượu gin và tonic ngắm hoàng hôn. Ở Nhật Bản, tôi thực sự đã sống trong một ngôi nhà bên bờ biển ở tỉnh Fukushima trong 3 năm, nhưng trận sóng thần năm 2011 đã phá hủy ngôi nhà. Dù thế nào đi nữa, tôi biết đó không phải là ngôi nhà định mệnh của mình vì nó hướng về phía đông, do đó không có view hoàng hôn. Như đã nói, giấc mơ này luôn ở trong tâm trí tôi, vì vậy khi tôi bắt đầu tìm kiếm một trang trại cà phê, theo lẽ tự nhiên, tôi đã tìm kiếm những vùng trồng cà phê gần biển hướng về phía tây và cây lưu Kona. Hawaii là một khung cảnh hoàn hảo như một định mệnh, cười. Trở ngại lớn nhất mà ông gặp phải trong quá trình thành lập Azabica là gì? Ồ, 5 năm qua là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc và rất nhiều điều đã xảy ra, nhưng tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện nhẹ nhàng. Khi tôi mở cửa hàng Azabica đầu tiên ở Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2013, chúng tôi chỉ có hai nhân viên, một cô gái tên Gony và tôi chúng tôi làm việc hai tháng không nghỉ ngày nào và suýt nữa thì bị ốm may mắn thay cửa hàng đã được nhiều phương tiện truyền thông giới thiệu và chúng tôi trở nên bận rộn ngay từ đầu những ngày cuối tuần khi guani được nghỉ tôi phải điều hành cửa hàng một mình và tôi bận rộn với công việc thu ngân phục vụ cà phê và giang cà phê khách hàng hồng kông rất tốt bụng nhiều người trong số họ thậm chí còn giúp tôi rửa cốc và đĩa cười lớn thật là một khoảnh khắc tuyệt vời khi tôi có thể bàn giao công việc pha cà phê vào cuối tuần cho những nhân viên đáng tin cậy vào cuối năm đó và các con tôi rất vui khi thấy tôi ở nhà. Năm đầu tiên thật điên rồ, vì tôi vừa điều hành công việc kinh doanh hóa chất, vừa thành lập thương hiệu, đồng thời làm nhân viên pha chế vào các ngày trong tuần và cuối tuần, cười. Sơ lâu gần nhìn ngắm thế giới qua cà phê nghĩa là gì? Từ khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã đưa tôi đến nhiều quốc gia, và đây là lý do tại sao tôi rất giỏi trong việc mở rộng kinh doanh ra thế giới. Ý tôi là, tôi biết tiêu chuẩn toàn cầu. Ở Nhật Bản, có một từ kênh Kiến văn có nghĩa là trải nghiệm và hiểu biết tức là nhìn và nghe. Và tôi tin rằng những người trẻ tuổi nên đi du lịch để cải thiện cân bừn của họ. Cầu hiệu của chúng tôi nhìn ngắm thế giới qua cà phê dựa trên ý tưởng này. Tôi muốn biến thương hiệu này trở thành một nền tảng để các nhân viên pha chế trẻ nhìn ra thế giới, tìm thấy chính mình và sau đó thách thức thế giới bằng những gì họ giỏi. Những đam mê khác của ông là gì? Tôi yêu thích thiết kế nội thất, sưu tầm đồ nội thất giữa thế kỷ 20 và nhìn thấy các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Vì vậy làm việc ở Azabika giống như đi chơi đối với tôi. Một ngày làm việc điển hình của ông như thế nào? Tôi là cú đêm nên đêm nào cũng làm đến 3, 4 giờ sáng. Tôi làm việc cho đến khi tôi không thể suy nghĩ hay động não nữa. Vì vậy, tôi cố gắng giữ cho buổi sáng của mình được tự do. Tôi thức dậy bất cứ khi nào, khoảng 9 giờ sáng, sau đó tôi đến trụ sở chính của và làm việc cho đến tối. Tôi đi bơi sau giờ làm việc, ăn tối và bắt đầu làm việc trở lại. Nhiều người gọi tôi là người nghiện công việc, nhưng một lần nữa Tôi chỉ đi du lịch, thiết kế cửa hàng mới và uống cà phê tuyệt vời hàng ngày, vì vậy nó giống như đi chơi đối với tôi, cười. Mục tiêu tối thượng với Azabica là gì? Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là trở thành một thương hiệu cà phê toàn cầu bền vững bằng cách đặt dấu ấn của chúng tôi trên khắp thế giới. Nhưng với các địa điểm được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngày nay xu hướng kinh doanh là phát triển nhanh chóng và tìm cách mua lại, nhưng di sản Nhật Bản của tôi đã khiến tôi tránh xa kiểu tâm lý đó. Tôi sẽ phát triển công việc kinh doanh này một cách cẩn thận và truyền lại cho các con trai của mình. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo là trở thành một thương hiệu cà phê trường tồn với thời gian. Mục tiêu cuối cùng của tôi là giữ cho thương hiệu này càng đơn giản càng tốt. Thiết kế đẹp, thực đơn đơn giản và cà phê ngon là những trụ cột quan trọng nhất, cùng với khả năng tạo cơ hội cho các bơ tơ trẻ ngắm nhìn thế giới qua cà phê. Nguồn Azabica